Ông Nguyễn Đức Trung, Đinh La Thăng và sự cay đắng hơn nơi công đường Có thể nói, ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Đức Trung là quan chức cấp cao bị ra tòa trong nhiều vụ án nhất. Đến mức ông Đinh La Thăng phải thốt lên trước tòa, lúc nào cũng thăng, tôi chỉ muốn một lần dáng. Còn ông Trung cũng nhận trách nhiệm với vợ con. Khi còn sống, ông Nguyễn Đình Hương, người có thâm niên trong công tác tổ chức cán bộ nói, dây dứt lớn nhất của người làm tổ chức là đưa những người tốt có năng lực, nhưng sau khi vào bộ máy lại thái hóa, biến chất, có khi bị tù tội. Điểm chung nhất của hai con người này là họ đều có tài, có đóng góp, được cân nhắc và có tương lai thực sự rộng mở. Họ đi lên từ phong trào quân chúng. Họ là những nhân tố mới, những tấm gương tiêu biểu. Ông Đinh La Thăng đi lên từ kế toán của Tổng Công ty Sông Đà, nước tiếng một thời, với nhiều công trình đặc biệt quan trọng của đất nước. Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Trung, một chiến sĩ công an, do có nhiều thành tích xuất sắc, phá những vụ án điển hình mà được phong anh hùng. Vậy điều gì đã đẩy họ vào con đường sai phạm dẫn đến tù tội? Đến giờ này chỉ có thể khẳng định, quyền lực nơi họ bị tha hóa. Nếu chỉ đổ lỗi cho cơ chế do luật pháp chưa đầy đủ, chưa nghiêm minh, nghĩa là những yếu tố khách quan thì đó là một phần rất nhỏ của câu chuyện. Bởi cùng cơ chế, cùng hành lang pháp lý đó, nhiều người khác chưa bao giờ vi phạm đến mức như vậy. Như vậy, có thể khẳng định yếu tố chủ quan là quyết định, nhân tố chủ quan cộng với tác động phần nào của khách quan, khiến cả ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Đức Trung không giữ được sự vững vàng, đã xa ngã. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khi tuyên bố xử lý kỷ luật các ban cán sự đảng đều nêu rõ những người đứng đầu thiếu dân chủ, chuyên quyền. Như vậy, tiếng nói và hành động của người đứng đầu thay cho tập thể bất kể việc đó đúng hay sai, nghiêm trọng đến mức nào. Vụ án ông Nguyễn Đức Trung đang xét xử thể hiện rất rõ điều này. Ông đã coi thường tập thể, coi thường tổ chức đảng, tự phân tán quyền lợi, bổng lộc cho người thân, ekip. Vơ vào nhiều thứ không hợp pháp cho gia đình, người thân quen, từ việc giành hợp đồng cho Nhật Cường đến việc thành lập công ty sân sau để nhận và trúng thầu. Ngày 27 tháng 12 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở tiếp phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Trung cùng nhiều đồng phạm về việc can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu. Rõ ràng, quyền lực đã không được thực thi vì lợi ích chung mà đã bị tha hóa vì mục đích của nhóm lợi ích, vì lợi ích của cá nhân. Sự tha hóa đó có nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất vẫn là thiếu tu dưỡng rèn luyện, hay nói như dân gian là lòng tham. Lòng tham sẽ bất chấp tất cả. Nếu quan chức nào đó không nghĩ rộng ra như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy kiều trong hội nghị cán bộ vừa qua, nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống người ta trông vào thì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được lợi ích cá nhân.